cành xanh ngọn, nước có nguồn, bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quê hòe thịnh vượng, thọ trường vương ngày lành. Cháu con nguyện tộc tâm thành dâng lên, con dâng lên bái yết tổ tổ tiên. Nguyễn tộc con cháu chúng con tâm thành dâng lên, con dâng lên bái yết tổ tiên. Đều là cô bác ơi, tình thân một nhà. Nguyễn tộc con tiết lễ tình cao ý an. Cây gây hạt từ đường ta ngào ngạt hương hoa, ngày hôm nay con cháu khắp gần xa phấn khởi bội phần. Nguyễn tộc con cháu ơi quây quần bên nhau ý ai. Nay lòng thành nguồn tôn kinh ơi, đượm màu
dòng gia phả đời đời nối tiếp nay chữ thánh hiền chọn đạo tối linh cầu ca sâu nặng nghĩa tình tổ kiến vun đắp công trình xiết bao ý lòng nhường dưới kính trên sướng vui cùng hưởng lo buồn chịu chung hiếu nghĩa tâm muốn đời nhớ mãi cho cháu con được hưởng vinh hoa này ơn nhờ hồng phúc của ông cha khởi dâng câu ca thành mơ mời tiên tổ về đây chứng giám phù hộ cho dòng ý họ vẻ vang trẻ già trai gái ân hoan lộc tài phú quý vinh hoa thọ trường nay tự hào nguyễn tộc họ ta cùng nhau mà gìn giữ quốc nghề già muôn đời dòng họ ta xanh tươi mãi mãi đời nối đời ta phải ghi sâu nhớ câu bách điều quy già trăm khe ngàn suối dồn vào một mình sống đi ơn tổ tiên vun trồng cây đức cho cháu con nhờ phúc của ông cha chúng con dâng tấm lòng thành chúng con dâng tấm lòng thành nghi nguyện xin thiên tổ độ trì chứng minh nghi độ cho dòng họ khang cho dòng họ Khang Ninh làm ăn tiến tới con đường gần xa tài hương hạn ách đều quá ý tài hương hạn ách đều quá bình thường, các cụ, các ông, các bà, các gia đình và cùng toàn thể các con cháu của dòng tộc họ Nguyễn được sự nhất trí và đồng thuận của toàn thể gia đình trong dòng tộc sau một thời gian tích cực chuẩn bị đến giờ phút này công tác chuẩn bị đã được đầy đủ và hoàn tất trong không khí tràn ngập niềm hân hoan. Hôm nay tại từ đường Nguyễn Tộc Ninh Thiêng long trọng tổ chức buổi đại lễ phả độ gia tiên giải oan
thích kết. Đây là buổi buổi lễ mà để cho các con cháu, các gia đình trong dòng tộc Thọ Nguyễn thể hiện lòng tôn kính và tri ân công ơn sinh thành của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ ở kiếp này và ở cả kiếp trước. Từ đó để nhớ về cội nguồn của tổ tiên. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các gia đình và cùng thể, cùng toàn thể các con cháu của dòng tộc Hoàng Nguyễn, trong buổi đại lễ hôm nay rất vinh dự cho dòng học tộc Hoàng Nguyễn chúng ta được đón tiếp sự hiện diện của quý thầy về dự và điều hành buổi đại lễ. Xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Quyết, chủ trì Phúc Lâm Tự. Xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Đông, chủ trì Thiên Ân Tự. Xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Đạt, chủ trì chùa Hoa Lâm. Xin được trân trọng giới thiệu trưởng cung văn Lê Hữu Niêm, bản địa trường Đạo Tĩnh, cùng các quý công văn đạo tràng. Vâng, và xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, các gia đình và cùng toàn thể các con cháu trong dòng tộc Họ Nguyễn trên mọi miền đất nước đã qua mặt đông đủ. Thật đúng là cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước trong nguồn mới biển cả sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu? Gốc từ tiên tổ, rồi sau có mình. Biển đông có lúc đầy vơi, chớ nòng cha mẹ suốt đời tràn dâng. Với niềm tin và sự thành kính, buổi đại lễ phả độ gia tiên giải oan thích kết tại từ đường Nguyễn Tộc Linh Thiêng xin được bắt đầu. Xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe, chúc cho buổi đại lễ thành công rực rỡ. Vâng, ban tổ chức dòng Tộc Hồng Nguyễn xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các gia đình cùng toàn thể các con cháu dòng Hồng Nguyễn xin trân trọng kính mời quý thầy, quý vị các quý cùng đứng lên trang nghiêm và hướng về từ đường Nguyễn Tộc để tưởng nhớ những người con của dòng tộc đã về với tổ tiên, những người con đó mà cả cuộc đời đã công hiến tận tâm, tận hiếu cho gia đình và cho dòng tộc. Vâng, vâng. Phút tưởng nhớ xin được bắt đầu. Trăm cánh hoa hồng chẳng thơm, con cháu thảo hiền vạn kiếp vinh, tổ tiên ân đức muôn đời thịnh. Kính thưa quý vị, các bạn trẻ thân mến, con người sinh ra trên đời, ai mà không có nguồn, có cội, có tổ, có tâm, có gốc, có ngọn, có dòng, có giống, có lai lịch, có tông, có tích. Nguồn cội, gốc ngọn, lai lịch, dòng giống, gốc tích đó chính là tổ tiên,
ông bà, họ hàng, thân thích. Vì thế là con cháu phải biết thảo hiếu, kính yêu, nhớ ơn tổ tiên, ông bà và những bậc đã tạo ra sự nghiệp, gia phả của dòng tộc. Đó cũng chính là lý do khiến con người không được quên nguồn gốc, mà phải luôn nhớ về nguồn cội của mình. Yeah.
Ai 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 ai
tâm tin tưởng vân. Nếu nhau kiện tế ngũ Phật chân hương chiên đàn năm ni thủy vô song. Nan xã tùng chung duy đệ nhất dục tự thanh tịnh tu bằng pháp thủy tẩy trở giáo hữu bia sai tình chân ngôn cần hương chế tổng chỉ đạo dụng dân ta được quang gờ kỳ lòng mà không ai tàn cảm mà linh khai anh sáng năng tồn bi điệp mơ hiền cơ sơ sinh kiến nhi thiêm hóa tổ pháp liên đăng tục diệp mơ hiếu thì thường thừa chúng thừa bầu tan vô vi đại ân tiểu ân trùng lâm ba thản khôn lập bờ phương ngoài đạo thù tùy nguyện ra ra khang thái nhật nguyện quay vượt chúng thăng giang sở cầu sư sư bình an linh tiếp nhi duyên duyệt là linh thầy thế từ yên khai thịnh tổ thiên tổ giáo vô vi đàm bạc trí tình khai nghĩa khả nghĩa tùy chùa đình chùa minh yêu thì kim ngọc ứng trí thưa giao hữu qua triều đình chân ngôn thần đường chi tùng đi thơ cho đi ngôn thân đi triều đình tổ thiền đi tổ giáo giao văn đi ngưng băng bao lực gia chi kim nhật kim thời đại gia chủ đồng gia tộc kiền thành thượng hương bái thỉnh ân ân cần phụng thỉnh tây thiên đông độ nam việt nịnh đại tổ sư tông sư chư vị bồ tát hướng mà phát xả từ bi quang giang hương duyên chúng mình công đức di kim lễ chủ hợp đồng gia tộc kiên cổ hương hoa đăng trà quả thực lý đương phổ hiến Na mô Tát Bà Đa Ta 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 Na Mô
trầm tịch tịch tổ ý viên dòng phẩm mưu cảm dĩ giai tông tại sở cầu nhi tất tân ưng kim mưu sơ văn cần đường tuyên bạch dòng tông họ quỳ phụng sơ văn kỳ đau thần đồng khai khai sơ thành ngờ tâm mê Phật thành tông truyền nờ sư thả y ha lâm đề chi thiên đình cung quyết là phúc lưu cho dòng tộc thọ trường nghi sinh khề đồ chúc kiên điều ngỡ chúa kim thân thường lục độc sân ý tôn nờ diện như mãn nguyên bạch hào quang ý thủy thông thịnh hoàng hoàng vạn vạn tuế chúc chư phật chư thánh chư tổ vạn vạn vô cương đồng gia tộc nội con chí thành mời pháp sư tuyên bạch phục dĩ linh tông phổ chiếu khúc tùy tê độ trì tự nhân thành ý tu sùng ngưỡng đạt tổ chi tổ sư chi pháp bò cầu chi tất tất ưng cảm dị tội thông viên hữu vị tại Việt Nam quốc Thái Bình tỉnh Kiến Xương huyện Nam Bình xã Thái Cao thôn xóm mai vu nguyễn tộc từ đường sứ cư thượng phục phật thanh nghiến cung thu thiền tuần lâm vu lan lệnh tiết chư viên ngục môn tịch giải phóng xa tiên lễ phổ độ báo đáp tổ tiên nghinh sư duyệt định khải phật tấu thỉnh phật tuyên kinh cùng nghinh hiền thánh tiền sám sinh nhân hậu sám tổ tiên tiếp triệu vong linh hóa y mục dục quy y tam bảo thụ điệp bồ đề thiết triệu tam phủ đối khám khai phương phá ngục giải oan thích kết cắt đoạn tinh nha tổ thân truyền tiến thăng bảo đài phóng sinh tu phúc khất cầu âm linh siêu sinh tịnh độ bảo hộ dương môn cát khanh thịnh sự đồng gia kim thần y tín chủ nguyễn đức vinh vũ thị mỹ nguyễn đức tùng nguyễn thị diệu yến nguyễn thị minh anh Nguyễn Khắc Bình, Nguyễn Khắc Bình Minh, đồng gia tín chủ, Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Thị Sợi, Nguyễn Văn Thăng, Nguyễn Thị Len, Trần Văn Bước, Trần Diệu Linh, Trần Diệu Thùy, đồng gia tín chủ, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thị Na, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Văn Biển, Văn Thị Ngọc Thắm, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Mai Hương, đồng gia tín chủ Nguyễn Thị Nhẫn, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Văn Thành, Bùi Thị Hải Vân, Nguyễn Phương Thúy, đồng gia tín chủ Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thanh Bình, đồng gia tín chủ Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thanh Nhàn, Phạm Bá Tiến, Phạm Yến Linh, Phạm Bình An, Lê Thị Nhung Tơ, đồng gia tín chủ Phạm Thị Ngật, Nguyễn Huy Bình, Nguyễn Kiều Trang, Nguyễn Gia Hân, đồng gia tín chủ Nguyễn Thị Nhạn, Phạm Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Quý, Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Đăng Khoa, đồng gia tín chủ Nguyễn Duy Tiên, Nguyễn Tuấn Nam, Nguyễn Hương Giang, đồng gia tín chủ Nguyễn Văn Thủy, Trần Thị Tươi, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Hoàng Bách, đồng gia tín chủ Nguyễn Đăng Thư, Dương Thị Nhài, Nguyễn Quốc Huy, Phạm Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Đức Tuyên,
Nguyễn Thế Ngọc, Nguyễn Ngọc Tường Vi, Nguyễn An Nhi, Nguyễn An Nhi Chi. Đồng gia kim thần tín chủ Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Phương Anh. Đồng gia tín chủ Lê Văn Hiển, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Trung Hiếu, Lê Minh Đức. Đồng gia tín chủ Nguyễn Thị Kim, Nguyễn Thị Dung, Phan Ngọc Thiện, Phan Ngọc Đăng Khôi. Đồng gia tín chủ Nguyễn Xuân Thượng, Đào Thị Huế, Nguyễn Quốc Hải, Nguyễn Phương Nam, Phạm Thị Luyến. Đồng gia tín chủ Nguyễn Xuân Thùy, Vũ Thị Lượt, Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Trọng Biên, Nguyễn Phú Minh, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Xuân Phúc. Đồng gia tín chủ Nguyễn Văn Sang, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Thúy, Lê Song Hải, Nguyễn Danh Quang, Lê Nhật Bảo Minh, Lê Nhật Minh Ngọc, Nguyễn Băng Châu, Trần Thị Mơ. Hợp đồng các tín chủ ê đăng mê tiệm mê yêu kim thần tín chủ Vũ Thị Liên Nam Tự Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hùng Quân Hoàng Diệu Linh, Nguyễn Hoàng Yến Nhi, Nguyễn Hoàng Bảo Châu. Đồng Gia Đăng tiệm mê yêu kim thần tín chủ Nguyễn Quốc Bảo Văn Thị Ngọc Thắm, Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Mai Hương. Đồng Gia Đảng tiệp hữu kim thần tín chủ Nguyễn Thanh Toàn, Ngô Mai Hương, Nguyễn Duy Phước, Nguyễn Đoàn Khánh. Đồng Gia Đảng tiệp hữu kim thần tín chủ Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thanh Nam. Đồng Gia Đảng tiệp hữu kim thần tín chủ Nguyễn Xuân Hải, Vi Thị Mỹ, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Thị Khánh Hòa, Dư Minh Trung, Lễ Hoàng Nhâm, Dư Nam Khánh, Dư Tuấn Thành, Lê Thánh Vân. Đồng Gia Đăng tiệm hữu kim thần tín chủ Nguyễn Văn Phơn, Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Ngát, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hoàng Phong, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Nhật Anh, Nguyễn Hoàng Nhật Linh, Phạm Nguyễn Huyền Phương, Phạm Phương Anh. Đồng Gia Đảng tiệp hữu kim thần tín chủ Phạm Thanh Bình, Nguyễn Thị Hương, Phạm Huyền Phương, Phạm Phương Anh. Đồng Gia Đăng tiệm hữu kim thần tín chủ Lê Song Hải, Nguyễn Thị Trang, Lê Nhật Bảo Minh, Lê Nhật Minh Ngọc. Đồng Gia Đăng tiệm hữu kim thần tín chủ Nguyễn Ngọc Thái, Trần Thị Hảo, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Thị Hoài Thu, Đồng Thị Phong, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Bảo Anh, Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Bảo Lâm. Đồng Gia Đăng tiệm hữu kim thần tín chủ Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Ngọc Duy, Hoàng Thị Hoài, Nguyễn Khánh Vi. Đồng Gia Đăng tiệm hữu kim thần tín chủ Lê Trí Tuệ, Nguyễn Thị Huệ, Lê Văn Tùng, Lê Tiến Đạt, Nguyễn Thị Thuy, Lê Khánh Trà, Lê Anh Tầm, Lê Anh Tú, Lê Anh Quốc, Lê Thanh Trúc. Đồng Gia Đăng tiệm hữu kim thần tín chủ Lại Thị Toàn, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Nhung, Ngô Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Tuệ Anh, Nguyễn Ngọc Minh Châu. Đồng Gia Đăng tiệm hữu kim thần tín chủ Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt Cúc Trọng Hội, Lê Duy Xuyên, Nguyễn Tất Anh Cúc Trọng Hiền, Cúc Trọng Vinh, Lê Thủy Linh, Lê Duy Quang, Nguyễn Ngọc Minh Đức. Đồng Gia Đăng tiệp hữu kim thần tín chủ Nguyễn Trọng Lượng, Nguyễn Thị Lượng, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Hương, Vũ Đức Cảnh, Trần Quốc Lợi, Hoàng Duy Cường,
Phù Minh Dương Vũ Đức Thiện Lưu Ngọc Minh Lưu Bảo Ngọc Trần Nguyễn Bảo Lâm Trần Nguyễn Bảo An Trần Nguyễn Bảo Sơn Hợp Đồng Gia Dương Môn Viên Đặng Tiếp Hữu Kim Thần Tín Chủ Kim Thần Tín Chủ Nguyễn Xuân Vũ Thế Trần Thị Dung Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Trí Đức Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Trí Nguyễn Ni Bùi Thị Lê Nguyễn Thủy Linh Nguyễn Thủy Trang Kim Thần Tín Chủ Phạm Thị Thế Nguyễn Ngọc Thạch Nguyễn Văn Sang Dương Thúy Anh Đoàn Thị Như Hoa Nguyễn Đăng Khôi Nguyễn Ngọc Ánh Nguyễn Ánh Hồng Nguyễn Thị Thanh Huệ Nguyễn Ngọc Huế Kim Thần Tín Chủ Nguyễn Đức Huệ Vũ Thị Hồng Việt Vũ Phương Nam Nguyễn Tuấn Hùng Kim Thần Tín Chủ Nguyễn Thị Liên Nguyễn Phúc Ân Nguyễn Đức Huệ Nguyễn Đức Thiện Vương Thị Thu Hà Vũ Thị Hồng Việt Nguyễn Thị Yên Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Chi Nguyễn Văn Thoàn Nguyễn Phúc Sơn Nguyễn Thiện Lâm Nguyễn Thiện Quang Vũ Thị Nga Vũ Thị Hà Nguyễn Thị Thùy Linh Kim Thần Tín Chủ Nguyễn Văn Thưởng Bùi Thị Tuyết Nhung Nguyễn Thị Hồng Thắm Nguyễn Đức Phong Nguyễn Đức Phúc Khang Nguyễn Kim Thần Tín Chủ Nguyễn Văn Kình Nguyễn Thị Trè Nguyễn Thế Tuyển Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Duyên Lê Hùng Anh Nguyễn Văn Tiên Nguyễn Nhật Quân Nguyễn Minh Trung Lê Đức Trọng Lê Thành Nam Nguyễn Thị Hòa Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Văn Huyền Lê Thị Nhỏ Nguyễn Văn Hiên Nguyễn Thị Thiêu Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Đình Nghề Vong, Nguyễn Việt Nghề Anh Kim Thần Hữu Chủ, Lê Văn Nghề Quang, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thành Đạt Nghề Lê Trọng Phúc Kim Thần Hữu Chủ, Nguyễn Thế Nam, Đoàn Thị Vui, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Hà My, Lý Hoài Ân, Lý Hoài Bảo Chi, Kim Thần Tín Chủ Chu Minh Hiển, Nguyễn Thị Thái, Chu Mạnh Nghề Hùng, Lưu Thị Trúc Loan, Chu Thanh Nghề Hoa, Nguyễn Tuấn Thanh, Chu Ngọc Thảo, Chu Minh Tuấn Nguyễn Tuấn Minh Nguyễn Anh Dương Kim Thần Hiếu Chủ Nguyễn Văn Hòe Bùi Thị Liên Nguyễn Minh Hải Nguyễn Văn Hưng Hoàn Thị Thu Hương Vũ Thị Hà Nguyễn Thị Minh Anh Nguyễn Thị Yến Nguyễn Minh Quân Kim Thần Hiếu Chủ Nguyễn Đức Trình Nguyễn Thị Lan Nguyễn Đức Chiến Nguyễn Đức Trung Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Bính Bùi Ngọc Anh Đào Thị Thu Hương Nguyễn Minh Tiến Nguyễn Ngọc Hương Thủy Nguyễn Ngọc Nghề Hương Chi Nguyễn Đức Minh Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Quốc Doanh Lê Thị Hằng Nguyễn Tú Anh Nguyễn Quốc Dũng Nguyễn Tú Huyền Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Văn Sự Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Lê Hoàng Thái Nguyễn Thị Hồng Son Nguyễn Thị Thanh Nghề Thái Nguyễn Lê Thái Thanh Nghề Tâm Nguyễn Lê Thái Thanh Nghề Nga Nguyễn Lê Hoàng Kiên Kim Thần Hữu Chủ Lương Văn Lê Dậu Nguyễn Thị Hoa Lương Thành Nghề Đạt Lương Văn Lê Xuân Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Đức Huy Phạm Thị Hồng Nhung Nguyễn Tuệ Minh Nguyễn Phương Linh Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Đình Tứ Nguyễn Thị Lý Nguyễn Ngọc Tùng Nguyễn Thị Vân Phạm Văn Tuyển Phạm Nguyễn Minh Nhật Nhi Phạm Nguyễn Minh Khuê Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Chí Quang Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Bàng Châu Kim Thần Hữu Chủ Phạm Văn Dương Nguyễn Hồng Thắm Nguyễn Hải Dương Nguyễn Lê Xuân Lê Đại Kim Thần Tín Lê Chủ Nguyễn Thị Tầm Mỹ Nguyễn Lê Huy Hoàng Lại Thị Nghĩa Nguyễn Thị Theo Nguyễn Duy Thanh Nguyễn Lê Hoàng Hiệp Nguyễn Thị Mỹ Nguyễn Yến Nhu Nguyễn Lê Thành Dung Nguyễn Anh Đức Kim Thần Tín Chủ Bùi Hải Vân Nguyễn Phương Thúy Kim Thần Tín Chủ Ngô Xuân Chính Nguyễn Thị Tuất Ngô Xuân Lê Thức Đoàn Thị Phương Ngô Thị Hoa Ngô Thị Hồng Ngô Thị Bình Ngô Thị Huệ Vũ Hải Thanh Nguyễn Hoàng Dũng Bùi Anh Nghĩa Bùi Văn Mạnh Nguyễn Hoàng Minh Nguyễn Hoàng Tường Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Bùi Văn Hiệp Bùi Thị Hòa Phạm Thị Lý Bùi Bích Anh Kim Thần Hiếu Chủ Nguyễn Thị Thu Hà Trương Thanh Hùng Hùng Y Kim Thần Hiếu Chủ Đặng Đức Hậu Nguyễn Thị Thơm Đặng Thị Kim Oanh Đặng Thị Kim Yến Đặng Thị Kim Phượng Nguyễn Mạnh Hoàng Nguyễn Ngọc Bé Anh Nguyễn Đặng Hoài Hoàng Nhi Nguyễn Ngọc Anh Thư Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Mạnh Tưởng Nguyễn Hà Mi Kim Thần Hữu Chủ Bùi Văn Thiện Nguyễn Thị Gái Bùi Văn Ngọc Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Thị Nhàn Nguyễn Thị Thanh Nghe Vân Kim Thần Hiếu Chủ Lê Xuân Lê Bắc Nguyễn Thị Lữ Nguyễn Lê Đái Duy Hưng Kim Thần Hiếu Chủ Nguyễn Xuân Bình Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Viết Dương Nguyễn Lê
Vũ Thị Ly Nguyễn Tú Anh Kim Thần Hiếu Chủ Phạm Bà Duy Khôi Nguyễn Thị Thanh Kim Thần Hiếu Chủ Nguyễn Lê Văn Lê Hoạt Lê Nguyễn Mạnh Nghề Hùng Nguyễn Lê Văn Lê Vương Nguyễn Thị Trang Trần Thị Thủy Nguyễn Thị Huế Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Trung Thành Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Nguyên Giáp Nguyễn Gia Bảo Nguyễn Gia Khiêm Nguyễn Lê Ngọc Khiên Nguyễn Ngọc Nhã Nguyễn Kim Thần Hữu Chủ Lê Thị Nhẫn Hoàng Xuân Hiếu Hoàng Thị Nhung Hoàng Thị Phương Hoàng Thị Hường Hoàng Thị Phượng Bùi Thị Thanh Hương Bùi Hoàng Phương Lê Hải Lượng Bùi Văn Bình Nguyễn Văn Nội Hoàng Minh Châu Hoàng Anh Sơn Bùi Hải Lâm Mây Bùi Thị Nhật Nhi Huyền Bùi Hoàng Như Ngọc Lê Phương Lam Lê Bảo Linh Bùi Hoàng Hoàng Minh Quang Nguyễn Lê Hoàng Minh Chí Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Văn Khôi Bùi Thị La Nguyễn Xuân Ninh Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Tu Hoài Kim Thần Hữu Chủ Nguyễn Văn Đình Nguyễn Văn Thắng Đồng Thị Hoa cùng hợp đồng Dương Môn Quyền đi ân cần từ xưng phục vì cung tiến sư vì do tiền tiền tổ đường thượng lịch đại nguyễn tộc cung thỉnh chân linh cụ thủy tổ khảo nguyễn công quý công tự húy pháp thông chính trực phủ quân chân linh thủy tổ tỷ nguyễn môn chính thất nguyễn thị húy hằng tam chân linh cao cao tổ khảo nguyễn quý công tự húy đình thì chân linh cao cao tổ tỷ nguyễn thị húy thì chân linh cao cao tổ khảo nguyễn quý công tự húy đình thịt chân linh cao cao tổ tỷ nguyễn thị húy thịt chân linh cao cao tổ khảo nguyễn quý công tự húy đình hiếu chân linh cao cao tổ tỷ nguyễn thị húy hiếu chân linh cao cao tăng tỷ hàng nhất nguyễn môn chính thất nguyễn thị húy ngoan chân linh nguyễn quý công tự húy đích đình đích chân linh nguyễn thị húy đích chân linh nguyễn quý công tự húy đình tự chân linh nguyễn thị húy tự chân linh nguyễn quý công tự húy đình kỷ nguyễn môn chính thất nguyễn thị húy nguyệt nguyễn quý công tự húy đình kiêm chính thất nguyễn thị húy huy nguyễn thị húy phượng chân linh nguyễn quý công tự húy ngọc tỉnh nguyễn thị húy tỉnh chân linh nguyễn quý công tự húy ngọc huyên chân linh nguyễn thị húy huyên chân linh nguyễn huy đăng bộ nguyễn thị húy hoa chân linh nguyễn huy áng chân linh Nguyễn Thị Húy Trắng Trân Linh Nguyễn Huy Ngọc Liền Nguyễn Thị Húy Liền Nguyễn Huy Ngọc Đới Nguyễn Thị Húy Đới Nguyễn Huy Ngọc Khuất Nguyễn Thị Húy Ngài Nguyễn Huy Văn Huần Trân Linh Nguyễn Thị Húy Phồn Trân Linh Lê Thị Húy Kính Trân Linh Nguyễn Ngọc Huy Cần Trân Linh Nguyễn Huy Ngọc Liệu Trân Linh Cụ bà xã chân linh cụ bà xã cách chân linh cụ bà xã trầm chân linh cụ bà cai kỳ chân linh cụ bà lý viết chân linh cụ bà lý đại chân linh nguyễn huy ngọc bách nguyễn huy vững nguyễn huy ban nguyễn huy ngợi nguyễn nào huy hữu với cụ bà bách phường chân linh cụ mạnh tổ nguyễn huy đình núi chân linh bà tổ cô nguyễn thị huy đỏ chân linh nguyễn nào huy quang loát chân linh nguyễn thị huy hìn chân linh nguyễn văn húy dạnh chân linh nguyễn thị húy nấng chân linh nguyễn văn húy nhất chân linh nguyễn văn húy tâm chân linh nguyễn thị húy thu chân linh nguyễn thị húy thọ chân linh nguyễn văn húy nhã chân linh bùi thị húy nhơn bùi thị húy đông nguyễn thị húy điêu nguyễn văn húy ngạn chân linh nguyễn văn húy riêng nguyễn húy ngọc sạn nguyễn thị húy tua nguyễn thị húy tuyền nguyễn văn húy lam nguyễn thị húy chiên nguyễn văn húy hiểu Trần Thị Húy Vân Cụ Ba Quảng Pháp Trần Linh Nguyễn Thị Húy Thận Nguyễn Thị Húy Trùng Nguyễn Văn Húy Bân Nguyễn Thị Húy Bỗng Nguyễn Văn Húy Tuyền Nguyễn Văn Húy Định Nguyễn Thị Mấn Trần Linh Phạm Thị Nhớ Cụ Ba Tổng Luận Cụ Bà Nhiêu Hiểu Cụ Bà Khoa Anh Cụ Bà Hào Ngân Trần Linh Nguyễn Văn Húy Trưởng Trần Nguyễn Húy Bá Phương Trần Thị Mai Nguyễn Văn Húy Hiên Nguyễn Văn Húy Hoàn Nguyễn Văn Húy Sáu Nguyễn Văn Húy Đợp Trần Linh Nguyễn Thị Húy Đạt Nguyễn Văn Húy Thâu Nguyễn Thị Húy Tiền Nguyễn Thị Húy Sửu Nguyễn Thị Húy Rơn Trần Linh Nguyễn Thị Húy Miên Nguyễn Thị Húy Giang Nguyễn Văn Húy Hịch Nguyễn Văn Húy Nhân Cụ Bà Nhiêu Rảo Cụ Bà Quảng Tâm Trần Linh Nguyễn Văn Húy Tòng Nguyễn Húy Thừa Tính Nguyễn Văn Húy Hoàn Nguyễn Văn Húy Tược Nguyễn Văn Húy Kết Nguyễn Văn Húy Ngai Trần Linh Nguyễn Văn Húy Quảng Nguyễn Văn Húy Đạt Trần Linh Nguyễn Văn Húy Vi Nguyễn Thị Húy Thục Nguyễn Văn Húy Trở Nguyễn Văn Húy Khoát Nguyễn Văn Húy Khư Bà Cô Đội Phúc Trần Linh Nguyễn Văn Húy Đoan Trần Linh Lê Thị Húy Đàn Nguyễn Văn Húy Tơi Lê Thị Húy Yêu Trần Linh Nguyễn Thị Húy Vợ Nguyễn Thị Húy Huệ Nguyễn Văn Húy Tuân Nguyễn Thị Húy Luận Nguyễn Thị Húy Phục Trần Linh
Nguyễn Thị Húy Mộc, Nguyễn Văn Húy Mịch, Lâm Thị Húy Nghị, Nguyễn Văn Húy Trịnh, Nguyễn Văn Húy Trạch, Nguyễn Văn Húy Thư, Nguyễn Thị Húy Tý Trân Linh, Nguyễn Húy Trí Đức, Trần Thị Húy Mão, Nguyễn Húy Trí Khanh, Nguyễn Thị Húy Anh, Nguyễn Văn Húy Hòa, Nguyễn Văn Húy Ngọ Trân Linh, Nguyễn Văn Húy Kinh, Nguyễn Thị Húy Đoan, Nguyễn Húy Đức Ba, Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Liệu, Nguyễn Thị Húy Mùi, Nguyễn Lê Văn Húy Phát Phân, Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Bồng, Nguyễn Thị Húy Bỗng, Nguyễn Văn Húy Cổn, Hoàng Văn Húy Tuân, Nguyễn Thị Húy Dậu, Nguyễn Văn Húy Vàng, Nguyễn Lưu Húy Danh, Nguyễn Thị Húy Choi, Nguyễn Thị Húy Tuyết, Nguyễn Văn Húy Tranh, Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Soi, Nguyễn Thị Húy Khoa, Nguyễn Huy Lục, Nguyễn Văn Khế, Nguyễn Văn Húy Vượng, Nguyễn Văn Húy Nho, Nguyễn Văn Húy Nhu, Nguyễn Thị Húy Tâm, Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Mập, Nguyễn Văn Húy Khương, Nguyễn Thị Húy Đờ, Nguyễn Húy Xuân Huy, Nguyễn Văn Húy Tân, Lại Thị Húy Nhượng Cung Thỉnh Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Xuân, Nguyễn Văn Húy Khanh, Nguyễn Thị Húy Nguyệt, Nguyễn Thị Húy Huê, Nguyễn Văn Húy Ruyên, Nguyễn Văn Húy Bẩn, Nguyễn Văn Húy Thơm, Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Đàn, Nguyễn Thị Húy Ngách, Nguyễn Thị Nhí, Nguyễn Húy Nhiều Vái, Nguyễn Văn Húy Mong, Nguyễn Văn Húy Cậy, Nguyễn Húy Hào Ngân, Trần Linh, Nguyễn Văn Húy Thôi, Trần Linh Quảng Thuận, Trần Linh, Nguyễn Văn Húy Nghe, Nguyễn Văn Nào, Nguyễn Thị Húy Nghe, Trần Linh, Nguyễn Văn Húy Hưởng, Nguyễn Thị Húy Hưởng, Nguyễn Văn Húy Hồng, Nguyễn Thị Húy Hồng, Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Trạc, Nguyễn Thị Húy Dần, Trần Linh, Nguyễn Văn Húy Lân, Nguyễn Văn Húy In, Trần Linh, Nguyễn Văn Nào Húy Pha, Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Thân, Trần Linh, Nguyễn Húy Hữu Vịnh, Nguyễn Thị Húy Thận, Nguyễn Văn Hữu Khải, Lê Thị Húy Sao, Nguyễn Văn Húy Cần, Nguyễn Thị Húy Toát, Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Đỗ, Nguyễn Văn Húy Tiên, Nguyễn Văn Húy Tân, Nguyễn Thị Húy Khang, Nguyễn Thị Húy Vừng, Nguyễn Văn Húy Hiếm, Nguyễn Văn Húy Thục, Nguyễn Thị Húy Hòa, Nguyễn Văn Húy Hiền, Nguyễn Văn Húy Dẫn Cùng Thỉnh Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Cốm, Trần Thị Húy Xỉu, Nguyễn Văn Húy Lương, Nguyễn Văn Húy Vượng, Nguyễn Văn Húy Đẳng, Nguyễn Văn Húy Tiêu, Nguyễn Thị Húy Băng, Trần Thị Húy Lợi, Nguyễn Văn Húy Nghinh, Nguyễn Thị Húy Vân, Nguyễn Văn Húy Thuy, Nguyễn Thị Húy Thủy, Nguyễn Văn Húy Tuy, Nguyễn Văn Húy Sách, Nguyễn Thị Húy Hảo, Nguyễn Công Húy Năng, Lê Thị Húy Tuyết, Nguyễn Húy Ngọc Sĩ, Nguyễn Công Húy Hiền, Nguyễn Công Húy Hiền, Dương Thị Húy Nguyệt, Trần Linh, Nguyễn Công Húy Hương Văn, Nguyễn Văn Húy Thì, Nguyễn Văn Húy Thỏa, Nguyễn Văn Húy Trinh, Trần Linh Liệt Sĩ, Nguyễn Đình Duy, Trần Linh Phạm Thị Húy Nga, Nguyễn Văn Húy Đài, Nguyễn Văn Húy Thắng Vũ, Thị Húy Liên, Nguyễn Thị Húy Tinh, Nguyễn Thị Húy Nga, Nguyễn Văn Húy Tần, Nguyễn Thị Húy, Nguyễn Húy Bá Đôn, Nguyễn Thị Húy Dung, Nguyễn Văn Húy Tinh, Nguyễn Thị Húy Gai, Nguyễn Văn Húy Kiệp, Nguyễn Thị Húy Lơ, Nguyễn Thị Húy Từ, Nguyễn Thị Húy Vải, Nguyễn Thị Húy Thủy, Nguyễn Thị Húy Bé Gái Cùng Thỉnh Trần Linh, Nguyễn Văn Húy Kiệm, Nguyễn Thị Húy Hoa, Nguyễn Trần Linh Liệt Sĩ, Nguyễn Húy Kim Sơn, Trần Linh, Nguyễn Thị Húy Thái, Nguyễn Húy Thái Bình, Nguyễn Húy Tiền Hải, Nguyễn Húy Văn Húy Hải, Trần Văn Húy Cận, Phan Thị Húy Tí Phả Cập, Tổ Cô Mãnh Tương, Cô Bé Đỏ, Cậu Bé Đỏ, Cô Bé Tại Gia, Cậu Bé Tại Nhà, Thai Nhi Sản Nàn, Hữu Danh Vô Vị, Hữu Vị Vô Danh, Liệt Vị Đẳng Đẳng Chư Vị, Chân Linh Tịnh Cập, Tam Thế Hoàn Gia, Cửu Thù Chấp Đối Đẳng Chư Hoành Hồn, Đồng Trưởng Trai Diên Quân Siêu Như Tịnh Cảnh, Tức Nhật Mạo Khan Kỳ Sở Tiên Dĩ Vắng Sinh Bảo Dương Môn Nhi Cát Khanh Cẩn Thủ, Kim Nguyệt Cát Nhật Kiến Thỉnh Thiên Lưu Cập Pháp Sư Tiểu Vu Gia Đàn Sứ Tu Thiết Đàn Tràng Nhất Diên Chu Viên Nhi Tán, Kim Tắc Đạo Tràng Thành Tựu Pháp Sự Sơ Hành Cẩn Cụ Sứ Văn Kiền Thân Minh Thỉnh Cung Thỉnh, Nam Mô Tây Phương Đông Độ Nam Việt Lịch Đại Tổ Sư Chư Vị Bồ Tát Thuyền Tọa Hạ Cung Thỉnh Tổ Sư Tĩnh Thiên Nhật Lãng, Tâm Địa Băng Rong Lưu Thủy Nhất Hàm Chính Thị Pháp Phân Chi Thanh Tịnh Phù Vân Bán Điểm Chân Như Diệu Tĩnh Chi U Nhàn Quảng Vận Thần Thông Hoàng Khai Diệu Lực Cung Vọng Từ Bi Doãn Tòng Phàm Khổn Phục Quyền Tổ Đăng Tĩnh Chiếu Pháp Phân Trùng Quang Trí Tuệ Viên Rong Phổ Độ Quần Huê Chi U Ám Linh Thông Cảm Ứng Hoàng Ti Bách Phúc Chi Lương Duyên Nhất thiết sở cầu ở tất giai quả toại đán thần hạ tình vô nhập kích thiết bình danh chi trí cẩn sớ thiên vận giáp thìn niên thất na nguyệt sơ bát nhật cát thời đồng gia nội tộc khấu đầu hòa nam như tiến dâng bài tối à. Thank you.
chúa. A đệ đệ đại minh nhi vương bất phi bản thệ hộ đan trang bình xích yêu ma vô chướng ai. À, sở hữu cấm giới bảo quan hợp hành tuyên đọc khỏi cương minh dương thủy lục trái đan lẽ trời đất âm dương là số vận tuần hoàn kiên cố xét xem thánh hiền là đấng tôn nghiêm vào ra chớ có coi xem là thường bỏ và đan trang hay tùy vương ứng mở trên có nhời pháp sở khuyên can dù ai đến chốn đàn tràng ngựa trông phật thánh tọa và nguy nga phật nề tia trôi lòi sao xa rừng rơ vẻ rồng bay phượng múa nguy nga chàng phan tiếp dẫn hà sai mà cung kính ắt là phúc nguy thêm mai bố phật nếu ngược lại con xem vì bán lại ra điều khinh mạn thiên nhân luật trời tôi ấy phải mang ăn ăn chẳng ngại rõ ràng không không à sai bố phật nề tả bảng giám sát đồi ngôi chứng minh công đức những lời kính dâng mô phật vẫn trời năm ấy giáp thiên niên mùa thu tháng bảy ngày mùng tám giờ lành thần ni sa môn ưng cung đàn này xin cần bạch hữu bảng văn hợp hành tuyên ni đọc ngài tại kiến minh dương thủy lục trai đàn đạo phật thánh tựa mây che phụ mờ pháp màu cứu độ dân ta trông lên phật ngự trên tòa đồ nhật vô lượng gần xa nương nhờ bố phật đón trăng này tùy cơ khai giảng pháp trai đàn có bảng đôi bên các ngôi ngài ngự tòa sen xét xem bốn cõi cùng bên ba đường mô phật bốn phương trời phó cho thiên tương hộ đàn này sau trước như y kim cương tam tương hộ chỉ thánh văn bồ tát thực thời trang nghiêm mô phật nề trên thượng thiên hương bay chín vỉ các ngôi tòa hoa tỏa bình châm ma phật rơi giang phúc trục lập bao nhiêu ma quỷ tiềm sâm cõi ngoài mô phật nay họ nguyện nề sám chủ tâm ma thành nghề phúc lành nghỉ đem đến trong ngoài túc túng thêm hai quan giám minh bảng hữu tình nghị chuẩn thử ngũ tình những lời kinh kính mô phật vẫn trời năm giáp thiên niên mùa thu tháng bảy ngày mùng tám giờ lành thần đệ tử cung đàn này xin cần bạch trai chủ thành ý chuyển càn khôn thiết lập trai đàn thỉnh thế tôn ai bảo cai tràng phan lâm pháp hội sa môn bộ đáo tốc khai môn sơn tăng chỉ trưởng đáo tam quang phật hóa di đà dũng dược sơn kính pha môn định tam thập trường tả ma ngoại đạo tận quý hàng hiền tướng thiên minh phụ đệ tử lưu huân giang phúc đáo kim quang tiếp dê đan trang dị biện minh minh đăng chú dị giao gia pháp nhạc phu trần ái ái nhân hòa nhi đấu thể đạo đạo tràng dĩ tập đại chúng ban hành đồng gia trai chủ trì thành nhất tâm cảm cái cánh nghe tiền ni tiền ăn kim trùng kinh sư hầu khả ngọc khánh minh thời điền điền trung cổ hưởng niên thiên giáp giáp bạt nào văn văn chân ni
thượng. Thượng ai thượng thông cản thượng hạ đàn khôn duy liệu liệu đồng thiệt sơn là lượng lượng kinh giao thế giới. Kỵ nữ kỳ thử xứ lòng thần ninh vô vô uy chi tâm tất hữu hoàn uy chi lực kháng sinh hoan hế cộng xuân viên minh nghiêm chỉnh quan tuân thừa phật lực như nay giao hữu hoàn uy thổ địa nông thần chân ngôn cận đương chi tụng nhạc đồng sơn xuyên chữ linh uống thử gian thổ địa tối long thân này tài văn tuyên diện diều chân ngộ các chân phương ngũ nghề sinh hoan đi nam mô sinh hoan đi địa bồ tát. Chúng phổ bài tuy bài biển chỉ trang nghiêm khung vang lai chi huế trong bằng tư pháp thủy quan sai đàn tràng nhất trích tài chiêm thập phương câu khiết ngã phật sao tàng trung ưu sai tịnh đà la ni cần đang chỉ a tụng thịnh pháp sư khỏi thất đăng đàn khai hoa kết ni ấn gia chi điểm tịnh chân đô. We'll be right back.
Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Ni A Thỉnh Pháp Chú Tự Vì Đồng Giải Trai Chủ Hộ Quỳ. Thỉnh lễ Cúc Cung Ngũ Bái. Pháp chủ bình tọa đạo tràng vân lai tập mài. Cổ thịnh đại chúng dĩ khẩu đồng âm trong hướng đại thừa tụng khai hoa giáo. Diền huy quang ức khắc thanh nhài. Thế chỉ công văn như điện xiên vì đằng tấu sự nhược phong hành. Kinh quyền tuân phụng như lai sắc nghi. Căng lớn đồng ra tín chúa tinh nhài. Nghinh thịnh chư thanh lai giang phó xuyên kỳ cho đồng ra tín chủ bảo an ninh. Tiếng mơ linh hồn sinh tình độ lính chiêm công đức đứng vang Tây Phương. Mong văn đi Phật công đức sơn dì cao dì tùng pháo trì tối quảng tối thâm ma. Hà sa vô dĩ tỷ kỳ đa kiếp thạch nát dĩ cùng kỳ tần nê. Phải phổ dĩ pháp viên quang tài thành ý tình nghiền dùng kinh hiển nị thanh dĩ lại nha lâm bài. Giáo tàng tung hữu sai tịch bật chú đà la ni chân ngôn quật trương thì đô. Vụ toàn phân thi rơi quần đạo sinh văn tử hóa nhiên thông địa khai minh trừ thánh nguồn chi trực cả tinh thang lãng nguyện diệu phù hướng giả số lai tử đắc bất phương na các tài thành chỉ tài cử sinh khôi gia ca gia nhân trùng tiêu phần thời vô tỷ khẩu biên sư hữu đầu quan danh khoa đề nhất
chiêm đạt nhiều viết vô song lan xa như lai giao hữu đạt tín hiến hương chân ngôn thần đường trí tùng mơ rơi hương y định hương giữ thoại giải thoát chi kiến na hương ai quang minh vân đài pháp giới cũng dạng thập phương chư thánh thiết dĩ tam thiên tam thiên thế giới nhất chân diệu thể năng thông tứ đại bổ châu thiết niệm tinh thành khả đạt nê tùy trung huy đệ kim cô hà thù thần công quán vật diệu vô phương thánh lực viên dung na giãn cách tùy duyên ứng hoa thăng thiên nhập địa tự sát na phó cảm huy định cứu tử độ sinh y khoanh ca kim tắc phổ quang hồi khải bất trị môn khai trần hiển bật chi khoa nghi kiến minh dương chi pháp ma tịnh nghề dục định nhân thánh tu tạ tần công gia hữu triệu tình chân ôn cẩn đường trì a dụng ma đề lờ tinh thanh tân triệu thỉnh được phù giữ gia nguyện quan chi trường sở tâm nhang hòa thịnh nhất tâm phụng thịnh nội hoài thực tướng ngoại hiển uy ninh hộ chính pháp ư sơn trung sát phạm tình ư thế giới ninh sơn hội thượng thịnh phật yết lê thần vương vật quốc môn hạ thủ sự tật tiệp công tàu kim chi na cha sứ giả kinh tướng không hành phù quan nhã thiết bộ thuộc thanh chúng nghiêm hộ trai vật chi a cơ thiện là xét đa nhất thời chi a sự nhạc vô môn là tấu sự nhật trực cung tàu ân cần từ hà sư a gia kính a ngưỡng a thổ địa phù quan nhật thiết bộ thuộc thanh a trung ê a di a huyện thường tuân như lai sau sắc a bấn trai chủ khẩn thầy lai từ phi phong cứ như xiết điện ra khó trai đàn chứng minh công đức nhãn hoa đỉnh cô vị sư già giác đi đạo tràng đi thủ thử hoa phổ cũng đi rạng bất xa uy quang tạng chứng minh bất xa quy quang tác chứng minh đồng tộc kia đồng tộc nguyễn tộc đồng gia tín chủ nguyễn đức vinh y đại tấu nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại đảng xuất chúng tử chúng tôn hợp đồng dương môn hôn tế nội ngoại đảng tinh chỉ kỳ vị vu lan lệnh tiết chư viên ngục môn tiến lê bao đáp từ thân phổ độ tiên tổ khất cầu vong linh siêu sinh tình độ bảo hộ dương môn cát đa khanh đảng giờ này cung thỉnh vũ vị sứ giả giai thông tín tài văn tam giới đạt tam quan hiểu sơ chàng thân giai tốc hoa tuyên trình chư phật tối tam quan bảo chàng ngân tiền tinh tòng giá đại hình tốc hoa đạt thiên nhan tự ra cam bằng phi thiên thần tiềm sứ giả danh tự công
cấp cô quyết ti thì tê thư tâu thành chư Phật Bồ Tát ban từ kinh nghệ quang minh tảng đồ bảo phường hội hạ phục tấu đơn chỉ thông trần trang ý tạo thủ phụng ham hữu thủ kiếm mã phục minh thanh gia tê thử tấu thân văn từ kinh nghi nghệ thiên phủ thứ thiên sứ giả danh đoài tí tu quyết ti ngọ cần tấu thiên môn long ban đề chi tạo thủ phụng ham hữu thủ kiếm mã phục minh thanh gia tê thử tấu thân văn từ kinh nghệ thiên phủ chư thiên thiên chu cập thánh trung thanh tiền địa phủ diệm ma sư gia danh triệu công anh quyết quyết tị mùi cần ni tấu điện đình thiên nhân trần thanh tạo thủ phụng ham hữu thủ kiếm mã phục minh thanh gia tê thử tấu thân địa phủ văn từ kinh nghệ thiên la thiên tử cập thánh trung thanh tiền thủy phủ công anh chữ giả danh nhi tự liễu ly quyết thợi thì này qua cung thiên đế bệ long môn tà tổ phụng miêu thủ khiêm bá phụng kinh thánh gia tây thở tấu thân thủy phụ văn từ kinh thủy phụ đại thiên long chua bát hải long vương cập thanh trung thánh tiền đường a cảnh thổ địa linh quan danh từ kỳ tín dần mồi cẩn ni tấu long chỉ thượng cung bệ phụng minh thánh gia cẩn tề công ni điệp thân văn thiên hạ đô đại thành hoàng đại vương cập tương giới thành hoàng tư chúa giả tử hạ lục lục viên sứ giả đệ tử tinh ni đồng ngũ vị sứ giả thống nhận thời bồ tát di lặc phục biểu a nan tê trường quan âm dẫn lộ khai thông thiên đất long xa dũng dường vân mã bồn chỉ tật tốc chỉ chuối vi đang thượng đế vi kim tín chủ đầu thiên tê đạt di văn thiên phủ tỷ tỷ địa phủ tỷ ngò thủy phu hội thiền thổ địa dần mồi biến trực tỷ nguyệt trực xíu nhật trực cấn thời trực mão ngọ an cu lôi phát thọ đoài hoa phát đơn điện mão mô kim phát thọ ngọ hoa chiêu thư vương giàu thiên hòa siêu địa hỏa thân tam bội chân hòa ly tông giáng phần từ ngọ an phát thiên hòa mão thiên diêm mạnh hỏa thân hòa thăng thiên thượng thìn hoặc hữu thiên ma ba tuần ngoại đạo dĩ vĩ trợ triệt trầm diệt thiên ẩy thiên khai tí địa ấy tịch xỉu bảo hộ nhân sinh dần kim thần ni sa môn phụng tông thiên đình tí xỉu dần mão thìn an tốc khai thiên môn hồng phân an tốc khai địa môn hồng phân an tốc khai thủy môn hồng phân hợp minh thiên đế nhật nguyệt viêm quang thành nghi sứ giả thìn bạch y đồng lang hời di lặc phụng biểu hội nam tý trường ly quan âm rất lộ xỉu ngọc nữ khai trương hò kim đồng bút kỳ ti phán quan lục danh thìn tín chủ kỳ đào sơ nguyên như tình an mani bát minh hồng an mani bát minh hồng an mani bát minh hồng tý xỉu dần bao y thìn sở hữu thông tiên phù cần đáng tuyên bạch kim ngưỡng vô chung thánh giả trình nhật quế tích bạch vạn hỏa thủ kim cương đại thần thông lực thần thông phù hộ tấu văn thử thời thượng đặt lễ sở ngộ vấn trình ma ba tuần ngoại đạo thiên ma giới đẳng bất đắc vọng hành ngộ thải như vi thiếp phó phòng đồ y luận trị tội thì kim cương tử chú diệt yêu ma ba tuần ngoại đạo số quỷ trưởng sử vô chướng lại kinh thượng long xa án tiền văn tự đầu phá như hà kim cương lược sĩ trục chú đà la ba lộ yết tế án hồng già la từ tâu tam giới tâu đạt như hà tu du vành các tỉnh dạng long xa hay nghĩa chứng giám công đức hà xa nhất thiết thảo mệnh hội điện bao la kim tặng ba vong hỏa tốc bùn ba tuệ tư giáp thì liên thất nguyệt sơ bát nhật thời phát điệp đại thánh phổ âm tịch diệt chiêu hương chân giác chiêu hương huệ cánh đại đức thiền sư bồ tát thượng tư giả cam phiền mu vì sư giả tê chất tỉnh văn cung tinh chư phật bồ tát tam giới thanh hiển vẫn niệm thử tê nhân phổ thân vi đầu tiên thượng lai công văn tuyên đọc di vị vẫn chu lượng mộc thánh khất thùy nam thủ kim miêu công văn dụng vàng hỏa hóa ngưỡng lao đại trung trung tụng chân tuyên hồi hướng chân như thực tê thạch tự phật quả bồ đề sớ văn ma mạo rụng bằng phó lô siêu hóa Thank you.
Bồ Tát Quy Phật Tử Hành Sĩ Thượng Công Đức Phổ và Vô Cá Nhân Các Đặng Hướng Nhân Gia Chồng Thành Phật. Trường bí mật trí chân thuyền trường mê đồ chi hiểm ai. Phục mê nguyện tiếp hồ thân nữ tình văn trực giáo bộ bồ quang minh trượng nghề ngã Phật dĩ tử bi toái phá trùng trùng u ám giáo hữu dẫn lộ chân ngôn cần đang chi Oh,
thân nê thơ mà thuyền tiêm ma phổ phong hào quang biến tiểu cái chè phái phái u hồn thủy tiệp dẫn nê mê đồ hóa tác kiểu điên khai để về phong giả dĩ lai lâm tứ đỉnh linh hồn phật hướng triệu thành nhất đế nhất tâm bụng hình từ tâm hoàng đại nguyện lực hoàng thâm vi pháp giới chi đạo sơ tắc u minh chi giáo chủ tứ sinh kiểu yếu dài lợi lạc tam đổ bát công tiêu giao nguyện phong ngọc hào quang thủy từ tiếp ma rất nghi cung cung di nam mô u minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát hồng liên tòa hạ vô thịnh thanh hoàng chúa già truy hồn đẳng thần nan hà tà thanh ni sứ dẫn hồn hữu hoàng y tiếp hồn tướng quân tòa hạ duy duy nguyện vô tí dâu lục tế đô quân sinh sinh tinh tinh giác đạo tràng dẫn vong linh hồn ngai lâm lá phổ nha hoa nhất tâm văn hướng nhất nhất triệu nhất nhất thành nhất nhất lại lâm tuần hoàn nhân thức bất hồi cách tỷ gian này phần tính như như ngôn tại thư niên là bàn sinh từ bất thương gian này vậy lại có bốn câu thơ đọc lên rằng than ơi thức thân phân biệt mới có vòng tuần hoàn mà một phút không rời cõi thế gian mà có được chân tâm có được chân tâm như tính Phật niết bàn sinh từ trong tương can lạc hoa tàn trang đoàn năm khá chi mộng vẫn tu vô yên hồn quy tư lý chi hướng văn bảo đặng dĩ lai lâm trường tần phan dân chi giang phó đạo tràng cổ tư công thả nhang hoa thành nhất tâm văn hướng nhất triều nhất tình nhất nhất lại lâm nhị triều nhị thịnh nhị lại lâm hoàng lương nhất đi mong công nghi hàm đăng đi bạch tuế hoàng âm thuần tức Phật quang trung tùy anh nhất nhất văn triệu thình thượng thần văn vậy lại có thương
đọc lên dòng ơi. Mắt quỳ vàng giấc mộng thoáng không nghĩ à, lâu à. Nếu nếu linh hồn còn phàm phất trong mây gió nghe thầy chiều thình gấp gấp về mau. Nhật phách được sinh thời bằng pháp lực dĩ đề huệ. Trường vật tử nhi tiếp chi tiếp dẫn lý giảng võ đàn trà. Thủ tư cũng giảng hương hoa tê. Nhất tâm hận hướng nhất triều nhất tình nhất lai lâm nghỉ triều nghỉ tình nghỉ lai lâm nghỉ tam triều tam thình ta lại suốt xuân mà xuất ly sinh tử nhập hoàn nguyên độc lộ đường đường triệt diệu huyền chân tinh bản lai nguyên bất diệt nhất luân nguyệt là bất bất ly thiên trong danh nhà tổ lại có bốn câu thơ than lên rằng than ơi con người ta sống thì xa vời vào cõi không, chỉ có con đường Phật mới thông tình. Tình chân ôn sẵn sẵn là bật diện trăng lặn đêm thâu thầy anh nghi hồng duyên liều cánh dương quan tiêu tùy thế thủy âm môn nắm vũ kim mà tay giá thảo nhàn hoa man địa sầu trương phật lực dĩ tiếp linh tự trái đàn nhi thịnh pháp giang phó đạo tràng thủ tư cũng rạp nhang hoa bình nón tiền dương ý kính ý giáo ý hoàn tỏa chất ngôn ý cần đương chỉ tông ý kim thời cài tình yêu sơ văn tuyên dương hạnh đổi uy quang cung di từ thánh nhã vàng vàng vạn vạn tuệ chúng phật thanh lễ vạn vạn nợ niên tín chủ trí thành
cùng văn nghi đàn tiên bạch khỏi kiên minh dương thủy lục trai đàn dĩ kim cư vi tại Việt Nam quốc thái bình tĩnh kiên xương huyện Nam Bình xa thái cao thôn xóm hai y vũ nguyên tộc từ đường sư cư thường phùng Phật thanh niên cung thu thiên tuần lâm vu lan lệnh tiết trư viên ngục môn tỉnh giai phong xa tiến lê phổ đồ bao đáp tổ tiên kinh sư duyệt định khải phát tâu thỉnh Phật tuyên kinh cung minh hiền thanh tiền sám sinh nhân hậu sám tổ tiên thiếp triệu bóng linh hoa y mục dục quy y tam bảo thu điệp bồ đề thiết triệu tam phủ đối kham ma khai phương phá ngục giải oan thích kết cắt đoạn tinh tổ thân truyền tiến thăng bao đại phong sinh tu phúc trợ thí cô hồn khất cầu ấm siêu dương cát khanh thịnh sự thượng lai văn sơ tiên đọc dĩ chu sơ đôi đàn tiền lễ chủ mượn ngọn lửa hồng phó lô thiêu hoa đốt nhược vị nga phật di đế huệ hạt đắc ngô thân nhi giang phó kim thần đồng gia tộc nội đàn khai lục đồ tin tinh nhất tâm thiên bằng phật ni lực ngà di từ bi dự tiệp phong linh lai pháp tịch tịch nghi đồng gia hiếu chủ kiện thành cẩn đương hồi thanh nhà năm ca nhất mong thúc thúc hòa lương cảm tạc nhân sinh bất cử trương vô bẩn bẩn vô phú tổng vô thương hồn 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 phi phanh tan vô hà sư tinh lãng tâm không vòng cô hương kim đối nghi diên thân triều thịnh an sàng thinh pháp vàng tây phương hiện thành tạ lễ tam bảo trước cũng như quý gia đình chúng ta được dự khoa lễ tiếp linh cả phiền văn sư giả chứng đàn. Bây giờ quý vị giải lao trong chốc lát trong tiếp tục các quý thầy để vào khoa lễ. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cung trên chư tôn tiền đức ni từ bi hoan hỷ bố thí cho hôm nay trong chốn từ đường của gia đình
tín chủ Nguyễn Đức Vinh, Vũ Thị Mị cùng toàn thể anh em con cháu nội ngoại tộc họ Nguyễn. Và giờ này có duyên sự đồ thành đỉnh lễ, con xin dâng lời thay bạch. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng mấy bạch trên chư tôn thiền đức từ bi hoan hỷ. Chúng con có nghe Đức Phật chỉ dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Với tấm lòng của những người con cháu muốn báo đáp công ơn sâu dày của tổ tiên cũng như ông bà cha mẹ vào mùa Vu Lan tháng hội, toàn thể anh em con cháu trong dòng tộc chúng con cũng đóng bè tập phúc thiết lập đàn tràng cung thỉnh trên chư tôn thiền đức thăng ni về tại chốn từ đường để từ bi hoan hỷ lễ phổ độ cầu siêu cho chư vị gia tiên trong dòng tộc chúng con được siêu sinh tịnh độ, đồng thời cầu nguyện cho con cháu dương quyến được cát bảo bình an. Và giờ này thì gia đình chúng con được thành tâm cung thỉnh trên chư tôn thiền đức ni cũng từ bi hoan hỷ quang lâm trở về chốn từ đường, và đàn tràng cũng đã được trang nghiêm thanh tịnh. Toàn thể anh em con cháu trong gia đình chúng con cũng xin dâng lời tác bạch thỉnh cầu trên quý ngài từ bi hoan hỷ bố thí cho thời kinh Di Đà Dược Sư, cầu siêu cho chư vị chân linh, cầu an cho toàn thể anh em con cháu. Ngưỡng mong trên quý ngài từ bi hoan hỷ hứa khả cho toàn thể gia đình chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin tắc bạch khóa lễ quý thầy từ bi hoan hỷ tam bảo tam bái hiến hương để vào nô hương các chú rồi vào thần kinh Di Đà, sau hết thần kinh Di Đà thì sang thần kinh Dược Sư rồi bát nhã niệm Phật hồi hướng tam tự quy. A Di Đà Phật. Nhớ thiêng cô kính tăng kính lễ thờ phương pháp giới thượng trụ tam bảo, nhớ tăng kính lễ thờ phương pháp giới thượng trụ tam bảo, nhớ tô lê tô lê ma tô lê tô tô lê
đô đô địa vị tan ba phổ cung tân chân ngôn năng năng tam ba và viên nhân an năng tam ba và viên nhân ra an năng tam ba và viên nhân ra hồng thay kinh kệ vô thượng thập tâm vi diệu pháp bay thiên vạn kiếp nan tam ngộ ngã kim kiến văn đắc tu trì nguyện dày tỳ kheo tăng thiên nhị ba ngũ thập nhân câu giai tỳ đại a la hán chúng sở trì thức trường la sa lợi phật na hầu kiền liên ma ca diếp ma ca chiên diếp ma câu y la ni bà ra châu lợi phật đa gia nan đa nam đa la hồ la kiều pháp ba đề tất đầu lô pha la đa ca lưu đà di ma kiếp tân na ba câu la như thế đồng chư đại đệ tử tinh chư bồ tát ma tát văn thù sư lợi pháp vương tử a tất đa bồ tát kèm đà đệ bồ tát thương tinh tiên bồ tát giữ như thế đồng chư đại bồ tát căn tinh đệ hoàn nhất đồng vô lượng chư thiên chúng cầu nhị ta la ca trường lâu sa lợi phước tông tỳ đây phương quá thần và nữ phật đồ hiếu thế giới danh viên cực là kỳ đồ kim hiện tại thiên văn xa lợi vân vị độ hòa cố danh vi cực là kỳ cố chúng sinh vô chúng hộ đàn thù chúng là cố danh cực là hữu xa lợi pháp cực là quang độ thân chúng đàn thân thân chúng là vong chúng hoàng thù giải thế chứ bao chú ta vi nhiều thì cổ vi cố danh vi cực là hữu xa lợi pháp cực là quang độ hữu thân bảo trì bất công đức thủy dụng chung trì đề thuận dĩ kim sa bố địa tử viên giai đạo kim ngân hiệu ni pha lê thương thành thương hữu lô con địa dĩ kim ngân hiệu ni pha lê xà cờ sinh châu ma na nhị nghiêm sức trì trì chung liên hoa đại như sa luân thanh sắc thanh quang hoàng sắc hoàng quang sinh sắc sinh quang bệnh sắc bệnh quang xà lợi phật cơ la quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm hiệu xà lợi phật vi vâng quốc độ thượng tăng thiên nhạc huỳnh kim vi địa chủ gia đồng thời vô thiên mạng đà la hoa kỳ độ chúng sinh thượng dị thành các ca dị cây thịnh chúng diệu hoa cung giảng thờ vương thờ vương đức phật tức dĩ thức thời hoàng đa vạn quốc phạn thực kinh hành xà lợi phật cực lâm quốc độ thành tựu như công đức trang nghiêm phụng tử gia lai phật bị quần thượng lữ trùng trùng kỳ diệu năng bảy ngàn công tư anh vô sa lợi ca lăng tất gia công anh chi điều thì chữ trùng trùng điều trú gia lùng thời xuất thời nhà âm kỳ âm diên sư ô căn ngô lượng thân bồ đề vân vân thanh đạo phật như thị đạo pháp kỳ độ chúng sinh an thị âm di giải đơn niệm phật niệm pháp niệm tăng xa văn như văn vị từ điều thân thì tôi bao sở sinh ra gì ra vì phật quốc độ vô tàn ác đạo xa lại phật kỳ phật quốc độ thương vô ác đạo chỉ danh hà hoàng như thân thì chư chúng đều giải thị a di đà và dùng linh pháp âm tiên lưu biến hoa sở tạng xa lại phật kỳ phật quốc độ vi phong suy động chư bảo hoàng thu cầm bảo la phong xuất vi diệu âm thì như ba chúng nhạc đồng thời lô táo văn thì giờ sư nam mô tiêu tan diệt nọ 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 giờ sư nam mô tiêu tan nam mô tiêu tan diệt nọ giờ sư 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 nam mô tiêu tan nam mô tiêu tai diệt thọ giờ sư phật nam mô tiêu tai diệt thọ
Đại thừa xin mời thầy chùa cùng quý thầy công văn tụng khai qua áo lỗ hướng đà nhật và với văn văn chư Phật thất đạo văn kỳ kết thượng văn thành như văn văn chư Phật hiện tần tân nam mô văn gái bồ tát ma nam mô văn gái bồ tát ma nam mô văn gái bồ tát ma tát tư bồ đề phạm tướng trang nghiêm hòa nướng tháng lễ khi gấp tàn lễ đạo tràng chân cao dẫn tớ và tớ rằng ra ra nơi ô tinh cho dân ánh đồng đồng từ tài ấn công minh hết ở từ tài ấy gặp tiêu tiêu bóng trung trung bố càng hà vô hình ánh khỉ ca mở nhớ tất anh hình ảnh nhai nguyện tiến thủ bảo bình an trong lúc ở nước này thế xa diên phổ sinh tinh độ nhớ lai hậu sanh thân thơ đàng vô tư đàng bồ tề bất tư nghi thể có cung kinh a lễ phân thân hiền niên đông ngoài biến hoa vạn ban binh ông tương nghi trang nghiêm thiên xích tử kim y tới thần công đồng đồ tất cả đã nam mô tam tam ở đề vã và vấn đề
mong thiên hạ chúng nhớ thương công linh tín thượng trụ tam bảo phổ hoa dĩ bao hiền quang khải thành nghĩ định hiền dùng minh chư Phật ni chư thánh dĩ lại lâm bài tu đức tứ phương nhi đại tình tiên bằng bao kỳ quan na sai đàn tràng nhân trinh tài chiêm tập phương cầu khiến nga Phật giáo tạng trung hữu sai tịnh tịnh nhà mật chú Đà La Ni chân môn quản đương trì đô thế thổ quê thế thổ đà mình nhớ đắp câu chiến pháp chân chân bắn đại trận tới những lần tư vi thì đó nam mô tát đa tam diệu tam bồ đề câu thi năm nát diệt ta âm chớ lời du lời chẳng chớ ra và âm chớ định từ biết ta âm thêm linh không quá lớn lại chân diệt nó tới cảm âm thêm nhớ nhớ ra nở ra nam nam mô thanh nhâm gạo bồ đạt ma nam mô thanh nhâm gạo bồ đạt ma thế tu bạc già vàm viên niên tu đa la thượng thừa bồ tát tăng công đức ế nan tư nghị ngưỡng duy tam bảo chư phật thơ tôn chứng minh minh công đức ế nam mô phật đà ra nam mô phật đà ra nam mô đạt ma ra Nam mô đạo tràng nghi cứu giáo chủ ban nề sư Thích Ca Mâu Ni Phật bạch liên tọa hạ nam mô Tây Phương Cực Lạc nghi ngã đẳng nghi đạo sư A Di Đà Phật bạch liên tọa hạ tần hạ tỉnh vô nhậm kích thiết bình doanh chi trí cẩn sơ thiên vận giáp thìn liên thất nguyệt ni bát sơ bát đế nhật đệ tử chúng con đại vì cụ sơ đường là dâng lên tổ đường ngày về về họp mặt ý ở lòng vui xôn xang bồi hồi sông có nguồn như cây có gốc nhớ ơn đức tổ tiên xây lên họ hàng mọi người đều quý mến thương nhau thân tình như chung một nhà tươi rạng ngời mấy chục triệu người cháu con họ Nguyễn nhớ ngày giỗ cung kính thành tâm tri ân tổ đường nguyện đồng lòng xây đắp mi nên